Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, từ ngày 24 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng việc khai báo y tế điện tử trên toàn thành phố. Đối tượng áp dụng gồm người dân và các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người. Cụ thể là các địa điểm kinh doanh, làm việc, bao gồm trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp. Thành phố sẽ tuyên truyền vận động người dân tin tưởng, ủng hộ hệ thống khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng này trên thiết bị di động. Cách đây vài ngày, Cần Thơ vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ thực hiện. Đó chính là bệnh nhân PCT tên viết tắt sinh năm 2001 là sinh viên sống tại phường 5 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 5 2021, bệnh nhân cùng bạn gái đi từ tỉnh Long An về thành phố Cần Thơ bằng xe máy cá nhân. Bệnh nhân đến trạm y tế để khai báo y tế, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Thới Lai và lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính lần thứ nhất. Ngày 14 tháng 6, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần thứ hai. Mới đây, bệnh nhân được lấy mẫu lần thứ ba, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến khó lường, chiều 23 tháng 6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và công tác chuẩn bị Bệnh viện giả chiến tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy. Mới đây, Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Hùng, sinh năm 1968, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, để điều tra về hành vi giết người. Và thật xót xa thưa quý vị, vì nạn nhân mà đối tượng sát hại không ai khác, chính là cha ruột của Y. Chi tiết vụ việc này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, vào trưa ngày 10 tháng 6, lợi dụng nhà vắng người, Hùng đã dùng chĩa và dao chém cha mình nhận đến tử vong. Sau khi gây án, Hùng khóa cửa để không cho ai vào cứu ông Hà nhận được tin báo lực lượng công an đã đếm phá cửa khống chế và bắt giữ hùng được biết đối tượng có dấu hiệu của bệnh tâm thần và trước đó đã nhiều lần có ý định giết cha ruột của mình